Chiều 27 tháng 10, ông Nguyễn Văn Bổn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Phong, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, khoảng 13 giờ cùng ngày, một người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 49 đi từ hướng xã Quảng Công, Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền. Khi đến địa phận xã Hương Phong, người này không may bị trượt chân dẫn đến bị nước cuốn, mất tích. Chính quyền địa phương huy động lực lượng triển khai tìm kiếm. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, đã tìm thấy thi thể nạn nhân. Trong khi đó, trưa cùng ngày, tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng chức năng xã Lộc Vĩnh cùng lực lượng biên phòng và người nhà đã tìm thấy thi thể ông T, sinh năm 1980, trú thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, tại một khu đầm gần nhà. Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, ông T ra khu đầm để bổ lưới giăng cá. Sau đó, người nhà ra gọi ông T về ăn cơm thì không thấy ông đâu, nên trình báo với lực lượng chức năng nhờ phối hợp tìm kiếm. Sau gần 1 giờ, thi thể ông T đã được tìm thấy và được gia đình đưa về lo hậu sự.